Đi, đi. Khoan đã. Yên lặng. Có gì đó không đúng. Cảnh sát. Ai cho mày nổ súng chứ? Mau tránh đi. Lãnh Hà Nam. Có. Lập tức nói với Dạng Toàn, kêu hắn mau hạ vũ khí. Rõ. Dạng Toàn nghe đây, các anh hiện đã bị bao vây, lập tức hạ vũ khí trong tay xuống, mau bắn cho tôi. Chú ý ẩn nấp. Phán đoán theo tiếng súng, bọn chúng không có nhiều người. Nếu như chúng ta đứng ngoài này bắn vào trong đó, vừa mất thời gian vừa phí đạn. Bây giờ tôi ra lệnh tất cả đoàn đội chia ra hai người một nhóm, cưỡng chế tiến công, quyết bắt được mục tiêu. Rõ. Đứng nghiêm. Nếu không tôi bắn chết nó. Dạng Toàn, mày không muốn kết thúc như vậy đâu. Mày coi xung quanh đi. Mày nghĩ mày thoát được sao? Nếu tao có thể xuất hiện trước mặt mày, tao lúc nào cũng chạy thoát được, mày tin không? Dạng Toàn, đừng có làm càn. Không phải tụi mày muốn nói chết chứ? Mau cút hết đi cho tao. Cút đi. Nhanh lên. Đứng lại. Dạng Toàn, tao nói cho mày nghe, bây giờ bỏ súng xuống là đường sống duy nhất của mày. Bỏ súng xuống à? Bỏ súng xuống ta còn được sống sao? Hả? Lãnh mỹ nhân, mày rất thông minh, cuối cùng tìm được tao. Chỉ tiếc là mày đoản thọ quá. Đưa cô ta đi. Đợi,
Giải đi. Cục trưởng Đinh, giỏi lắm. Đội trưởng Lãnh, lập tức xử lý hiện trường, đặc biệt là vũ khí và thuốc viện. Phải chú ý làm rõ, cố định chứng cứ. Rõ. Anh Lưu, tôi là Đinh Lạc Sơn. Chúng ta bắt được Dạng Toàn rồi. Đúng. Để không ảnh hưởng tới bước tiếp theo, trước khi chúng ta áp giải Dạng Toàn tới phòng giam, không được tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Đây là điều khoản kỷ luật. Alo. Dạng Toàn đã liên lạc với cô chưa? 3 ngày trước tôi nhận được thư điện tử của anh ta. Có nói đang chuẩn bị quá cảnh. Hôm nay tôi gọi 6 cuộc điện thoại nhưng mà anh ta không bắt máy. Liệu có chuyện gì không? Rất có thể. Có phải cô nghe được tin gì không? Vậy thì không có. Tôi chỉ có một dự cảm không lành thôi. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Yên lặng chờ đợi, gặp mặt rồi nói. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Chúng ta đã lấy được số trong điện thoại của Dạng Toàn qua bên viễn thông hỏi, phát hiện mấy số điện thoại này đều không cố định. Hơn nữa đều là thẻ Thần Châu, không có ai đăng ký. Chúng tôi chuẩn bị dùng phương thức định vị vị trí chính xác mà mấy số điện thoại này đã từng gọi đi. Được, tranh thủ thời gian. Chúng ta bắt được Dạng Toàn có nghĩa là bắt được một cánh tay của Angel. Có thể lôi hắn ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà chuyện này phụ thuộc vào việc thẩm vấn Dạng Toàn. Phải nghĩ đủ mọi cách đánh vào tâm lý của hắn ta. Nhớ là bất cứ chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Rõ. Dạng Toàn, nơi này chắc anh không còn lạ nữa. Mở ra. Quen thuộc. Vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều giữa chúng ta thêm một khung sắt mà thôi. Tôi biết. Chỉ cần tôi không nói gì, tôi có thể hít thở thêm một chút ở nơi này, ngủ thêm vài ngày. Anh tưởng anh không nói, người khác sẽ im lặng sao? Nếu như bọn chúng đều khai rồi, tôi cần gì phải nhắc lại chứ? Anh cũng không nghĩ lại xem, tại sao chúng tôi lại bắt được anh? Có biết Kiều Tuệ Quyên không? Nói. Có thành tro tôi cũng nhận ra. Dạ nói đi. Các người hợp tác bán ma túy ra sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Tôi chia tay con đàn bà đó lâu rồi. Nói gì tới chuyện hợp tác làm ăn. Sếp Đinh. Chủ nhiệm Mạc, sao đến đây vậy? Mọi người trong cục ai ai cũng làm việc căng thẳng. Bắt được Dạng Toàn, trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thấy mọi người làm việc vất vả, không quản ngày đêm, tới cơm cũng không ăn. Cho nên tôi đi mua ít đồ cho mọi người, để biểu thị việc sớm phá được án có phần của tôi. Được rồi, để đó đi. Sếp Đinh, cái này không có đường, anh ăn đi. Được rồi.
Sếp Đinh, anh còn có chỉ thị gì hay không? Hết rồi. Dặn toàn chịu khai rồi à? Chủ nhiệm Mạc, anh đi làm việc của mình đi. Được rồi. Sếp Đinh, vậy thôi tôi đi trước. Được. Dặn toàn, anh đừng tưởng im lặng tới cùng là chúng tôi không làm được gì anh. Anh tính gánh tất cả tội danh của người khác sao? Tôi nói cho anh nghe, anh gánh không nổi đâu. Anh nhớ cho kỹ, chỉ với chứng cứ chúng tôi đang có, dù anh không khai gì, chúng tôi vẫn đưa anh ra tòa được. Đưa đi. Sếp Đinh, tên Dạng Toàn này hơi khó xử. Bây giờ cô ấy tăng cường thẩm vấn, hơn nữa phải kêu cả đội tranh thủ lấy được bằng chứng. Bây giờ cô đi xem lại sổ sách trung tâm hồi sức, phá bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn. Rõ. Sở trưởng, lần trước để Dạng Toàn chạy thoát khiến quần chúng hoài nghi công tác điều tra của tất cả chúng ta, điều này khiến tôi ấy nấy. Lần này tôi muốn nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không được để cho Dạng Toàn xảy ra chuyện gì nữa. Không được tự sát, không được liên lạc với bên ngoài. Đã rõ, cục trưởng. Chúng tôi đã thu xếp cả rồi. Mỗi một vị trí, một cán bộ, một võ trang, một trực tự trực ban, đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa đâu. Được. Ngoài ra, đồ ăn đã cho Dạng Toàn, phải đúng người đúng giờ, quá nghiệm từng món. Rõ. Còn nữa, ngoài người của tổ chuyên án chúng ta, không ai được lại gần Dạng Toàn. Rõ, cục trưởng, kiên quyết làm theo. Được. Trung thành kính nghiệp, làm tròn chức trách. Được rồi, đi làm việc đi. Lãnh Hà Nam phải mau chóng loại bỏ. Tôi thấy chuyện này chưa tới lúc, có lẽ nên suy nghĩ thêm. Cô còn suy nghĩ gì nữa? Bây giờ cá không chết thì lưới rách. So với chờ đợi, chỉ bằng ra tay trước. Bây giờ cô ta đang điều tra cô. Nếu như cứ điều tra theo hướng đó, cô nghĩ thử xem sẽ có hậu quả gì. Sao tôi thấy cô giống Angel vậy? Nếu như là cô, cô hãy nhìn vào chúng ta nhiều năm vất vả, thêm tiền cho chúng tôi. Cô nghĩ gì vậy? Sao tôi lại thành Angel chứ? Đã tới lúc này rồi, cô còn giấu chúng tôi làm cái gì? Tôi nói lại thêm một lần nữa, tôi không phải là Angel. Hành động của tôi cũng bị Angel kiểm soát. Ông ấy có một đôi mắt theo dõi cô và theo dõi tôi. Nếu chúng ta làm trái ý của ông ấy, ông ta sẽ giết chúng ta. Cô chưa thấy mặt của ông ấy sao? Ông ấy giao việc cho cô kiểu gì vậy? Qua mạng internet và tin nhắn điện thoại. Ông ấy chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô sao? Tình huống khẩn cấp thì có gọi. Vậy cô chắc nghe được gì đó từ giọng của ông ta rồi. Giọng ông ấy rất quen, nhưng dường như lạ lẫm. Rất gần, lại như rất xa. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu như muốn sống, đành phải liều một phen. Liều à? Liều với ai? Liều với cảnh sát. Cảnh sát. Liều với cảnh sát. Đi. Phim được dịch đi. Và lồng tiếng tại phim 4K.
Sao rồi, điều tra được gì chưa? Tiền giao của khu trung tâm hồi sức thiện nguyện đều vào tài khoản của Du Kiến Khoan. Alo, sếp Lãnh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hiện tôi có chuyện quan trọng hơn. Có chuyện gì để sau nói đi. Alo. Alo, sếp Lãnh. Alo. Cảm ơn. Cảm ơn. Theo lời anh nói, chúng ta sắp xé bỏ mặt nạ của Angel được rồi. Đúng. Tôi cảm giác chỉ mấy ngày nữa thôi. Dạng toàn kia vẫn chưa khai gì à? Vẫn chưa. Tôi cho rằng chỉ cần chúng ta lấy được chứng cứ trên người của Kiều Tuệ Quyên là có thể tóm gọn được bọn chúng. Tốt. Tốt. Bí thư Lôi, chúng ta giờ mở rộng lưới, chờ đợi một người đưa tin tới cho bọn chúng. Ai? Chính là nhân vật thần bí đứng sau chỉ đạo bọn chúng. Làm gì vậy sếp Đinh? Nghe điện thoại đi sếp Đinh à. Có chuyện gấp đây nè. Anh đang nói Angel. Nói như vậy, giờ anh thả Kiều Tuệ Quyên ra ngoài kia là muốn dùng cô ta dụ Angel ra phải không? Trương Song Thành, Trương Song Thành, xoành tắc mấy hả? Trương Song Thành, giờ là lúc nào rồi? Thiệt là không ra cái gì hết. Sao lại tắc mấy giờ lúc này chứ? Nghĩ thử xem, gấp như vậy bây giờ phải làm sao đây chứ? Nghĩ thử xem. Chí Cương. Chí Cương. Chí Cương. Chí Cương. Chí Cương. Tôi không nghe nhầm chứ? Anh đang kêu tôi sao? Đúng rồi, Chí Cương. Tôi có chuyện quan trọng đây. Chuyện gì vậy? Đừng gọi tôi là Chí Cương hoài. Người ta không biết còn tưởng tôi với anh là anh em ruột đó. Sau này kêu cảnh sát Triệu được rồi. Được rồi, được rồi. Cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu. Cậu hãy đi nói với sếp Lãnh đi. Bây giờ Quế đang gặp nguy hiểm. Kêu Quế chú ý an toàn. Ôi trời, anh quan tâm tới sếp Lãnh từ bao giờ vậy? Sếp Lãnh an toàn hay là không là chuyện của chúng tôi, liên quan gì tới anh chứ? Tôi nói cho cậu nghe, tôi không có giỡn với cậu đâu. Kiều Tuệ Quyên muốn ra tay với Quế đó. Anh nghĩ mình là Sherlock Holmes hả? Sherlock Holmes cái gì? Tôi nói cho cậu nghe tin này hoàn toàn chính xác. Tôi không giỡn với cậu đâu, anh im đi cho tôi. Kể từ bây giờ tôi không muốn nghe nói gì thêm nữa. Tôi đang rất bận. Thả tôi ra. Tình khốn này nghe cho rõ đây. Giám sát Kiều Tuệ Quyên là nhiệm vụ sếp Trương giao cho tôi. Cậu lập tức đi nói với sếp Lãnh. Nếu không thì không kịp đâu. Đi mau. Được rồi, tôi sẽ tin anh thêm một lần nữa. Bây giờ tôi đi ngay. Chí Cương, chú ý an toàn. Cái thằng nhóc này.
Mày luôn theo dõi tao sao? Hôm nay chuyện này cũng phải kết thúc rồi. Đúng vậy. Nhưng cái kết tốt nhất của cô là đi theo tôi. Đi theo mày. Trước khi mày chết, có một chuyện tao muốn làm cho rõ. Mày là một cảnh sát bị khai trừ. Làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chỉ muốn mọi người được yên ổn sống qua ngày. Mong muốn mỗi ngày đi trên đường bình an, đều được bình an vô sự, thái bình vui vẻ. Mong muốn những kẻ buôn bán ma túy hại người như cô bị bắt lại để pháp luật trừng trị. Nhưng mày đâu phải là cảnh sát. Tội gì phải quan tâm mấy chuyện này làm gì? Chỉ cần tôi từng mặc cảnh phục thì cả đời này sẽ không rời khỏi cảnh sát. Được rồi, tao sẽ giúp mày. Tao phải coi mày rốt cuộc có được mấy cái mạng. Sư phụ, sư phụ, sao lại như vậy chứ? Chuyện này là do ai làm? Sư phụ à, anh nói tôi nghe đi. Tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cái thứ này thôi. Có đồng đội như chiếc gương, tôi thực sự yên tâm. Cảm ơn cậu, luôn coi tôi là sư phụ, coi tôi như là anh trai. Sư phụ à, alo, Phương Minh, có phải cậu ở cùng với sếp Lãnh không? Đúng vậy, sếp Trương. Được rồi, lập tức trở về cục. Nhớ kỹ,
nhất định bảo vệ an toàn cho lãnh Hà Nam. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hối tội cậu. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Sếp Lãnh, sếp Trương kêu chúng ta mau chóng quay lại. Tại sao? Không biết nữa. Chúng ta tốt nhất quay về đã. Lỡ như trong cuộc có chuyện thì sao? Liệu có chuyện gì được chứ? Đi đi. Không sao đâu. Anh trả đồ cho người ta, người ta nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Đi đi. Làm sao vậy? Đi đi, không có sao đâu. Em sẽ ở đây chờ anh mà. Đi đi. Là tao. Đồ được đưa lại rồi. Tên câm mang trả lại. Máy tính đã bị đụng vô. Kết quả không lý tưởng. Lão đại, vậy phải làm sao? Còn cần tao phải nói sao? Anh Câm, anh Câm, anh Câm à, anh tỉnh lại đi, anh Câm à, anh mau tỉnh lại đi, có ai không, mau cứu người, có ai không, anh Câm à, anh mau tỉnh dậy đi mà, anh tỉnh dậy đi, anh Câm, anh mau tỉnh dậy đi. Anh Câm à, anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh dậy đi, anh Câm. Anh Câm à, anh Câm, anh tỉnh lại đi mà, anh Câm à.
Giang Toàn, ngồi tử tế vào. Tao kêu mày ngồi tử tế vào. Tao buồn ngủ quá. Ngủ một lúc được không? Tụi tao chưa được ngủ đây. Mày muốn ngủ, ngồi thẳng dậy đi. Họ tên? Chúng mày đừng hành hạ tao nữa. Cho tao ngủ một chút. Một chút thôi. Giang Toàn, mở mắt ra. Đừng có kéo dài thời gian. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay không thẩm vấn được gì, ngủ hả? Mày đừng có nằm mơ tới. Mày ăn lộn thuốc súng hả? Mày không cho ai sống đây. Mày muốn ngủ phải không? Rất đơn giản. Chỉ cần mày khai ra ai là Angel và thân phận thực sự của Kiều Tuệ Quyên, mày muốn ngủ bao lâu thì cứ việc ngủ. Mày có từng nghĩ là mày ở đây chịu khổ, bọn chúng có cảm kích không? Bọn chúng giờ tự do tự tại ở ngoài kia, mày có tin trên ba thước có thiên nhãn không? Tin. Cái gì tao cũng tin. Vậy mày có nghĩ tới tương lai không? Mày nói chuyện tương lai với một người đang ở trong tù à? Lời khai của mày có thể đảm bảo tương lai cho mày. Được. Vậy tao sẽ nói cho mày. Nhưng không có nghĩa gì tương lai của tao. Kiều Tuệ Quyên chính là Angel. Mày chưa nói gì? Ai là Angel? Kiều Tuệ Quyên. Tao đã nói rồi. Cho tao ngủ một lúc đi. Cô nói Giang Toàn đã khai Kiều Tuệ Quyên chính là Angel. Sếp Đinh, tôi đề nghị lập tức bắt Kiều Tuệ Quyên. Không được. Sếp Đinh, còn chờ gì nữa? Nước đã ngập tới cổ rồi. Kiều Tuệ Quyên không phải Angel. Không phải sao? Tại sao? Nếu như tôi suy đoán không sai, Kiều Tuệ Quyên chỉ là cánh tay bên cạnh Angel thôi. Tôi nghĩ cho dù Kiều Tuệ Quyên có phải là Angel không, chúng ta cũng nên bắt cô ta lại. Nếu như cô ta hay tin chạy mất thì phải làm sao? Bây giờ bắt Kiều Tuệ Quyên chỉ đánh rắn động cỏ. Chúng ta muốn lôi Angel ra ngoài ánh sáng thì phải mạo hiểm. Ý của cục trưởng, thả câu dài bắt cá lớn, có phải không? Thả mẻ lưới này là vì muốn một mẻ tóm gọn. Cục trưởng, anh định đi đâu? Tôi đi coi La đại dĩ.
phim được dịch và lồng tiếng. Trúc Xuân Minh, tao để ý mày từ lâu rồi. Đuổi theo mau. Đuổi theo. Đại ca, hộ chiếu trong vali, lần này đi đừng quay về nữa. Trương Kiến, lần này sau khi tôi đi, cậu làm gì khác đi, đừng theo tôi nữa. Đại ca, cả đời này tôi theo anh, anh là anh em ruột của tôi. Trương Kiến, quay đầu, quay về. Đại ca, nửa tiếng nữa là tàu chạy rồi. Tôi nói rồi, quay về mau. Mau. Con muốn biết cái gì? Con muốn biết tại sao Vạn Toàn Thủy Bình lại liên quan tới ba? Án ma túy Giang Xuyên có phải liên quan tới ba không? Rốt cuộc ba có phải là Angel không?
Nam Nam, những gì ba làm đều là vì con. Con không muốn nghe cái đó. Con chỉ muốn ba trả lời câu hỏi của con thôi. Đứng nghiêm, giơ tay lên. Đứng nghiêm. Đứng nghiêm. Tao kêu chúng mày đứng nghiêm. Tiểu lão đại, anh manh động quá. Mày khỏi nhiều lời. Con gái mày giết em trai của tao, tao phải báo thù cho em trai của tao. Mày ra giá đi. Muốn bao nhiêu tiền tao cho mày hết. Tiền có ích gì? Tiền có thể làm em trai tao sống lại được hay không? Tao muốn con gái của mày phải đền mạng. Tiểu lão đại, mày chán sống rồi hả? Bỏ súng xuống cho tao. Mày nghe rõ không? Bỏ súng mau. Bỏ xuống. Bốn người các cậu chia nhau chặn đường đi. Rõ, hai cậu theo tôi. Tiểu lão đại, còn nhớ lời tôi nói với ông không? Tôi nhất định tự tay bắt ông đưa ra tòa thủ lý. Ngày này tôi đợi rất lâu rồi. Sếp Trương, tôi cũng đã từng nói rồi, chuyện tôi muốn làm cậu không cản được, và không ai cản được. Tôi không chờ đợi phút nào hết. Tôi không ngu ngốc như cậu đâu. Lúc này còn cứng miệng với tôi được sao? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Đứng lại, không được cử động. Đứng nghiêm. Có phải mày không ngờ cũng có ngày hôm nay không? Trương Kiến, mau nổ súng đi. Bắn chết hắn ta đi. Bắn chết hắn. Đi thôi.
Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh, Xuân Minh. Sếp Trương, nếu như anh coi tôi là bạn bè, năm hết Tết đến ghé thăm nhà tôi, hỏi thăm cha tôi, ông ấy không thích gì, chỉ thích uống một chút ít. Xuân Minh à, khi nào anh tới, anh nhớ mang theo 2 bình rượu. Xuân Minh, Xuân Minh à, người anh em, người anh em, nghe tôi nói đã. Tôi có lỗi danh, tôi có lỗi danh. Tôi trước đây, sếp Trương, hãy hứa với tôi đi. Tôi hứa, tôi hứa. Anh yên tâm đi, yên tâm đi. Rượu của cha anh sau này tôi lo hết. Hả? Cứ yên tâm đi. Xuân Minh, Xuân Minh. Chúc Xuân Minh, bỏ súng xuống đi. Nếu anh thả tôi đi, tôi sẽ bỏ súng xuống. Thả đi à? Anh là con sâu của ngành. Chúc Xuân Minh. Alo, anh Lưu, thị trưởng Châu. Nghe nói các anh tối nay sẽ họp đảng quỹ. Đúng vậy. Họp chủ đề gì? Chúc Xuân Minh hy sinh rồi. Cục tôi muốn làm lễ truy điệu cho cậu ấy, đồng thời muốn làm hồ sơ lên thành phố truy tặng cậu ấy làm liệt sĩ. Nói với anh Đinh, họp đảng quỹ tối nay tôi tham gia. Được. Phó thị trưởng Châu, anh nói vài câu trước đi. Không cần. Mọi người nói đi. Hôm nay tôi tới để lắng nghe. Vậy được. Hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luận lễ truy điệu đồng chí Chúc Xuân Minh. Có làm không? Làm thế nào? Tổ chức quy mô nào? Danh phận xác định sao? Mọi người thảo luận đi. Ý kiến của tôi là như vậy. Tôi cho rằng không cần thiết phải tổ chức lễ truy điệu. Chúc Xuân Minh này tuy phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà cậu ấy không phải là người của cục công an chúng ta, phải không? Đúng. Chúc Xuân Minh là nhân vật nhiều tranh cãi, tổ chức lễ truy điệu cho người này không thích hợp lắm. Tôi xin nói vài câu. Việc đồng chí Chúc Xuân Minh tới công ty Tiếu Lão Đại làm nội gián là đảng quỹ xem xét thảo luận rồi quyết định. Chúc Xuân Minh trong thời gian làm nội gián chỉ liên lạc riêng với tôi. Mọi hành động của Tiếu Lão Đại, cậu ấy đều kịp thời báo cáo với tôi. Cậu ấy mạo hiểm tính mạng đi làm một việc đáng lẽ là chuyện chúng ta phải làm, cậu ấy hoàn toàn có thể không làm, bởi vì cậu ấy không phải là cảnh sát nữa. Nhưng trong thời khắc quan trọng, cậu ấy đã dùng tính mạng của mình bảo vệ tính mạng của cảnh sát. Cậu ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu như cậu ấy không đi làm nội gián, cậu ấy sẽ không chết.
Đồng chí Chúc Xuân Minh cũng từng là cảnh sát. Cha cậu ấy từng vì chuyện cậu ấy ra khỏi ngành mà cảm thấy tủi hổ. Nhưng mà ông ấy không thể nào ngờ được con trai của mình đang chấp hành nhiệm vụ cho cảnh sát. Bây giờ đã bỏ máy mà đi. Cậu ấy chết rồi. Cái ngày mà Chúc Xuân Minh ra khỏi nhà giam, cậu ấy nói với tôi một câu như vậy. Cậu ấy nói: "Cục trưởng Đinh, sớm muộn có một ngày tôi sẽ dùng tính mạng chứng minh bản thân." Các đồng chí, tôi cho rằng đồng chí Chúc Xuân Minh là anh hùng trong cảnh sát. Lễ truy điệu tổ chức hay không, danh phận xác định hay không, chức vị có khôi phục hay không, danh hiệu liệt sĩ truy tặng hay không, tôi đã nói xong. Trước khi đảng ủy chưa có quyết định, tôi nói ý kiến của tôi. Tôi cho rằng nên truy tặng đồng chí Chúc Xuân Minh là liệt sĩ. Đồng thời tôi còn cho rằng nên khôi phục chức vị cho đồng chí Chúc Xuân Minh, để Chúc Xuân Minh chết không đáng tiếc. Tôi đề nghị báo lên thành phố tặng đồng chí Chúc Xuân Minh một danh hiệu quang vinh. Trường hợp của Chúc Xuân Minh đối với cậu ấy đúng là không công bằng. Vụ án này tôi phải chịu trách nhiệm chính. Bây giờ cậu ấy có thể bỏ tất cả đi làm đội gián, chứng minh rằng cậu ấy xứng đáng làm cảnh sát. Còn chuyện lễ truy điệu có làm hay không, phải xin ý kiến của thành phố để tổ chức ra mặt quyết định. Nếu như hỏi ý kiến của cá nhân tôi đồng ý. Nhiệm vụ chính của các anh bây giờ là tìm ra tụ điểm bán thuốc phiện, tìm ra Angel rốt cuộc ở chỗ nào của Giang Xuyên. Vào lúc này có người âm thầm theo dõi tôi, điều tra tôi. Tôi hy vọng sau khi điều tra rõ tình hình, các anh phải cho tôi câu trả lời. Anh Đinh, anh nói xem. Phó thị trưởng Châu, tôi cho rằng chuyện của Chúc Xuân Minh và chuyện có người theo dõi anh là hai chuyện khác nhau, không thể bàn luận chung. Cuộc họp đảng ủy hôm nay là thảo luận xác định thân phận cho Chúc Xuân Minh. Anh nói có người theo dõi anh, điều tra anh. Tôi nhất định sẽ xem xét kỹ càng, điều tra tới cùng, cho anh một câu trả lời xác đáng. Bác trai, Cục trưởng Đinh, Cục trưởng Lưu, chào bác. Bác trai à, tụi con công việc bận rộn, không thể tới thăm bác sớm hơn. Cậu coi cậu nói cái gì kìa. Nếu như Xuân Minh biết hai vị cục trưởng cùng nhiều đồng chí tới nhà chơi như vậy, nó chắc chắn sẽ vinh hạnh lắm. Vào nhà ngồi đi, mau, vào nhà đi, nhanh lên, vào đi. Vào đi, ngồi đi, ngồi đi. Được rồi, nào, nào nào, ngồi đi, ngồi đi. Bác ngồi đi, nào nào, bác ngồi đi. Người có tuổi rồi, chỉ thêm phiền phức. Cậu coi mọi người ai cũng bận rộn, còn tới tận nhà thăm hỏi, thiệt là ngại quá. Bác trai à, con trai của bác, Chúc Xuân Minh, là tấm gương rất đẹp. Đẹp cái gì? Nếu như vợ nó không phải loại người đó, nó cũng không rơi vào cảnh này. Cậu có biết nó rất muốn về cục cảnh sát hay không? Giống các cậu, được mặc đồng phục cảnh sát thật là phong độ.